các ban ngành, đoàn thể, ông bà, cô bác, anh chị em. Kính thưa thầy, kính thưa đại diện gia đình cùng toàn thể trong tân quyến, tôi xin đại diện anh em cơ sở mai toán quốc mốm trước ngõ lời thành kính thân hưu cùng toàn quyến. Sau đây tôi xin phép thắp ba nén hương làm lễ bịch trăng toan tiễn ông về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó tôi xin đại diện anh em đại hồng quốc mốm xin chia buồn cùng toàn quyến. Thank you.
Yeah.